thượng điệu ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đến lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giác. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma do tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn, bài 35 nhóm thuộc tánh tạo tha biến hành sẽ do thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Dạ, bây giờ con chưa có thấy ngài Tỳ Siêu vào đạo tràng, và con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kinh xin sám hối. Dạ, con thành kính lãnh lễ ngài Tỳ Siêu, và con cùng thỉnh ngài từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thiên Văn Thiên Tự Phật. Kính thưa quý vị, hôm Chủ nhật chúng ta đã phân loại về các tâm sở, nó có ba phần. Mỗi một phần có hai nhóm. Ba phần tức là phần tâm sở tự tha, tâm sở bất thiện và tâm sở tình hảo. Tâm sở tự tha có hai nhóm, là nhóm biến hành và nhóm tâm sở bi cảnh. Tâm sở bất thiện cũng có bất thiện biến hành và bất thiện biến cảnh. Tâm sở tình hảo cũng có nhóm tình hảo biến hành và nhóm tình hảo biến cảnh. Nhóm tự tha biến hành thì có bảy thứ. Nhóm tự tha biến cảnh có sáu thứ. Thì tương đối là nó bổ đồng. Bảy với sáu thì nó cũng không có trên lệch, thì chúng ta sẽ học làm hai ngày. Nhưng mà riêng về cái nhóm cái phần bất thiện với cái phần tình hảo thì cái chỗ này
xin đề nghị với Thượng Tọa Giác Đẳng xét lại. Bởi vì 14 tâm sở bất thiện thì tâm bất thiện biến hành chỉ có 4, bất thiện biến cảnh thì có 10, nó chênh lệch với nhau, nhưng mà cũng chưa chênh lệch bằng tâm sở tịnh hảo biến hành thì có đến 19, và tâm sở tịnh hảo biến cảnh thì chỉ có 6. Giữa biến hành và biến cảnh nó có sự chênh lệch với nhau về cái số lượng, nên có ngày thì chúng ta học ít, có ngày chúng ta học nhiều. Do đó Thượng Tọa nên cứu xét lại, nên nghiên cứu lại để chúng ta sắp xếp phần bố cái bài học cho nó tương đối một chút. Và hôm nay thì chúng ta học về tâm sở tự tha biến hành gồm có 7 thứ. Bây giờ thì xin mời cô Diệp Quỳnh đọc cho bài học, và sau đó xin cùng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng vị giảng sư trong ngài sẽ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trời Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt. Hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2020. Phật lịch 2564, giáo trình thắng pháp Abhidhamma, bài 35, nhóm thuộc tánh tợ tha biến hành. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn đạo tràng. 35, nhóm thuộc tánh tợ tha biến hành. Cần nhắc lại là các thuộc tánh của tâm, chê ta xí cá, là những cơ phận, hai thành tố của mỗi đơn vị cực vi của tâm, sát na tâm. Khi đề cập tới những thuộc tánh này, nên hiểu theo cách vĩ mô, chứ không phải nói theo tính cách đại loại. Ví dụ, bánh lái là bộ phận để điều hướng con tàu, chứ không phải sự lái tàu của tài công. Như đã đề cập, có 3 loại thuộc tánh: tợ tha, bất thiện, tịnh hảo. Tợ tha, anya samana, đi với xấu, thành xấu, đi với tốt, thành tốt, đi với vô thượng vô phạt thành trung tánh. Biến hành sắp bá chít tá xà thà ra na, nghĩa là có mặt trong tất cả. Nhóm tự tha biến hành có mặt trong tất cả tâm. Những ý nghĩa của nhóm thuộc tánh này đặc biệt quan trọng để hiểu về tâm pháp theo thắng pháp Abhidhamma. Có tất cả 7 thuộc tánh tự tha biến hành. Thuộc tánh xúc phát xá là cơ phận môi giới để tâm tiếp xúc với cảnh. Thí dụ, tâm như một công ty thì thuộc tánh xúc như người để liên hệ. Hai, nếu tâm như con thuyền thì xúc là những trái độn treo trên mạng thuyền, là cái nhận sự va chạm giữa con thuyền và bến đậu. Không nên hiểu xúc là sự gặp gỡ giữa căn, cảnh và thức như trong lý duyên khởi. Thuộc tánh xúc ở đây là một cơ phận của tâm. Thuộc tánh thọ, quê đa nà, là cơ phận cảm biến sơ bộ khi tâm tiếp xúc với cảnh. Thí dụ, tâm như một công ty thì thuộc tánh thọ như người làm bàn tiếp tân, với khả năng nhận diện và xử lý trong chừng mực sơ khởi. Sớ giải thường dùng thí dụ như ngụ tự trù nếm thực phẩm khi nấu cho vua, chỉ nếm để biết hương vị chứ không phải thưởng thức như nhà vua. Thuộc tánh tưởng, sanh nhà là cơ phận đánh dấu và nhận cảnh qua ấn tượng. Thí dụ, tâm như một công ty thì thuộc tánh tưởng như
nhận biết nhờ lục hồ sơ. Chính thuộc tánh này đóng vai trò hấp thụ ký tính của tâm thức. Thuộc tánh tư Chetana là cơ phận chủ suy tạo tác. Thí dụ tâm như một công ty thì thuộc tánh tư giống như viên chức đề xuất chính sách hay giám đốc điều hành. Chính thuộc tánh này được xem trọng điểm của nghiệp và cũng có thể như vai trò của ý chí trong cuộc sống. Thuộc tánh nhất hướng Ekagata là cơ phận gom lùa các pháp đồng sanh cùng hướng vào một đối tượng. Có thể thí dụ chức năng của thuộc tánh nhất hướng như vai trò của một VIP ở trong Quốc hội Hoa Kỳ là làm sao các nghị viên cùng một đảng cùng tập chú vào một chương trình hành động. Trong sự tu tập tinh luyện nhất hướng trở thành định lực, một thiền chi quan trọng. Thuộc tánh quyền chi vi tinh đề lý giá là cơ phận duy trì sự tồn tại. Thí dụ tánh như một công ty thì thuộc tánh mạng quyền như một phó giám đốc nội vụ chịu trách nhiệm về sự sống còn của nguồn máy. Thuộc tánh tác ý Anaskara là cơ phận hướng tâm vào mục tiêu điểm của cảnh. Chữ tác ý ở đây mặc dù dịch sát với văn tự nhưng dễ tạo ngộ nhận trong ngôn ngữ tiếng Việt. Dịch đúng nghĩa là chữ tiêu cực, nghĩa là lấy một điểm trong toàn cảnh. Thí dụ, tâm như một công ty thì thuộc tánh tác ý như một viên chức, ngoại vụ quyết định đối tượng nào nên nhắm tới trong hoạt động. Bảy thuộc tánh tợ tha biến hành có nhiều vai trò cốt lõi trong sự vận hành của tâm thức. Khi liệt kê thì như nhau. Như nói về vai trò thì thuộc tánh thọ là thọ uẩn, thuộc tánh tưởng là tưởng uẩn. Những thuộc tánh còn là thuộc tánh hành uẩn, mà trong đó thuộc tánh tư là chủ đạo. Ngữ và nghĩa, khi học về các thuộc tánh của tâm cũng như đa phần trong thắng pháp, những thuật ngữ thường được hiểu theo từ vựng Hán Việt của cổ văn. Những chữ thọ, tưởng, tư, vân vân nên được định nghĩa theo lĩnh vực chuyên môn chứ không nên dùng giải thích ngôn ngữ theo thường thức. Ngay cả đối với người Trung Hoa thì ý nghĩa của những từ ngữ này cũng thay đổi theo thời gian. Thí dụ, chữ sanya dịch là tưởng, trong chữ Hán được người Anh dịch là nhận thức. Trong lúc người Việt bình thường thì chữ tưởng được hiểu là thấy cái này, nghĩ cái kia, như trong gà, hoa cuốc. Sự tinh sát là yêu cầu quan trọng ở đây, nên cẩn thận. Khi đi vào ý nghĩa những thuộc tánh này, người học nên lưu ý những ý nghĩa căn bản tinh sát nhất là tán rộng, vì sẽ dễ dàng lạc sang những ý tưởng ngoài đề. Đa số các giáo trình thắng pháp khi dạy về bảy thuộc tánh tợ tha biến hành thường là những sưu tập hỗn độn kinh văn khiến người học hiểu sai về tính cách vĩ mô của xúc thọ tưởng tư vân vân. Minh họa bản phân chia tánh tự tha Abhidhamma biểu đồ chư pháp y cứ theo đồ họa của ngài trưởng lão Tịnh Sự thiết kế. Xin quý vị vào trang của Abhidhamma sẽ thấy được, hoặc là qua Zoom thì sẽ thấy được bản minh họa này. Điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là phân chia thuộc tánh của tâm. Bài học tiếp theo sẽ là nhóm thuộc tánh tợ tha biệt cảnh. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ.
Nam mô Bụt Thầy Gia. Kính đảnh lễ chư Tòa Thượng Siêu, đảnh lễ chư Tôn Đức Thân Châu, tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, sau hai buổi học trước, chúng ta nói tổng quát về ý nghĩa của những thuộc tánh. Và hôm nay thì chúng ta đi vào bảy thuộc tánh đầu tiên của tâm. Có nhiều lần chúng tôi thường đề cập đến những thí dụ. Những thí dụ này cho chúng ta có một chút nhìn sự việc theo cái cách quý vị mà cái trí dẫn thường của chúng ta nó đưa chúng ta đến gần với sự việc. Chúng ta có thí dụ về hậu cải hay là hạt me, những cái hạt li ti nhỏ thôi, nhưng mà trong cái hạt rất nhỏ đó nó lại chứa nhiều cái một, nó chứa được một công thức mà ở trong đó có nhiều cái đặc tính hay những đức tính, và những thuộc tính này quyết định là khi cái hộp cải gieo xuống thì nó sẽ lên cái dạng như vậy, cái màu như vậy, cái mùi như vậy, hoa như vậy. Thì nếu chúng ta đem cái hạt cải lên kính hiển vi, chúng ta rất là khó và khó biết là phần nào mà nó tạo ra, nó mang những thuộc tính nào mà tạo ra những cái yếu tố về sau này. Cái cải đó nó màu xanh đậm chứ không phải là xanh nhạt, nó không ngay hay không có mùi cay, vân vân. Người ta gọi đó là những bí mật, những công thức bí mật được chứa đựng trong một cái hạt li chi. Ngày nay thưa quý vị, những người nghiên cứu về DNA, tức là những cái tế bào, thì họ cũng cho biết rằng trong mỗi DNA ở trong nó chứa được cả một cái công thức nói về sự di truyền, nói về cái khả năng béo phì hay là khả năng bệnh tiểu đường vân vân ở trong mỗi một con người. Về DNA còn bi tế hơn là một hạt cải. Thì một người mà học thắng pháp nên hiểu rằng tất cả những đơn vị, dù là tâm thể hay vật thể, hay nói theo danh từ thắng pháp là danh pháp hay sắc pháp, dù là vật chất hay tinh thần, thì nó luôn luôn là một sự tổng hợp của nhiều thứ. Ở trong trường hợp này chúng ta nói tâm và thuộc tính của tâm, tức là chúng ta thường nghe đến tâm vương và tâm sở. Ở đây chúng ta nói thuộc tính. Thì những cái thuộc tính này được hiểu theo cái tính cách vĩ mô. Ở đây quý vị sẽ thấy rằng trong bài học này thì chúng ta dùng cái thí dụ của một công ty, và một công ty cụ thể hơn là một công ty PR, tức là một công ty chuyên về quan hệ công cộng, một công ty chuyên về giao tế. Công ty chuyên giao tế tức là đối với quan hệ quần chúng giống như viết cảnh. Và một công ty nó là một cái cơ sở thương mại mà nó, ở trong đó nó có nhiều nhân viên, có nhiều bộ phận, chứ không phải là một người mà làm tất cả mọi việc. Và được hiểu như vậy. Thì ở đây quý vị, cái thí dụ về công ty á, nó luôn luôn nhắc chúng ta một điểm là cái gọi là tâm không phải là một đơn vị đơn thuần chỉ có một, mà cái gọi là tâm á, nó gồm có tâm và nhiều thuộc tính. Hay nói cách bình thường mà chúng ta thường nghe đó là thọ tưởng hành thức, thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn và thức quẩn. Không có tâm nào mà thiếu cả bốn danh quẩn hết. Thì thức quẩn là tâm, thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn là thuộc tính của tâm. Thì hôm nay chúng ta học bảy thuộc tánh đầu tiên, gọi là bảy thuộc tánh tợ tha biết hạnh. Gọi là tợ tha là bởi vì như chúng ta đã được định nghĩa trong tuần trước,
là chỉ tợ tha. Ở đây chỉ cho nó đi với cái nào thì nó chịu ảnh hưởng đó. Ví dụ như là nó đi với thiện thì nó là thiện, đi với bất thiện nó là bất thiện, đi với trung tính thì nó thuộc về trung tính. Đơn giản như vậy, gọi là tợ tha. Và chịu biến hành có nghĩa là có mặt trong tất cả. Và có mặt trong tất cả thì ở đây đặc biệt là khi mà chúng ta nói về những cái thuộc tánh tự tha biến hành là tất cả tâm đều có bảy thuộc tánh này. Không có tâm nào mà không có thuộc tánh này, nên chúng ta gọi là tự tha biến hành. Và thưa quý vị, bây giờ đó, sau khi mà chúng ta có định nghĩa về tự tha biến hành đó, thì chúng tôi phải nói một điểm mà lát nữa ở trong cái phần cẩn thận á, chúng tôi cũng sẽ nhắc lại là khi mà trình bày những điều này thì chúng tôi muốn hiểu, muốn tất cả quý Phật tử nhớ một điều rằng đây là những thuộc tánh của một cái tâm, chứ không phải là những đơn vị hoạt động riêng lẻ. Tại vì khi chúng ta định nghĩa về xúc thọ tưởng tư, đôi khi chúng ta định nghĩa riêng lẻ thì mình cảm thấy rằng ồ, tại sao mà ở trong cái tâm mà nó có nhiều cách suy nghĩ, nó có nhiều cách hoạt động như vậy? Không phải. Chúng ta hiểu nó trong cách vĩ mô, đây là thuộc tánh. Như một công ty nó có nhiều cơ phận, thì mỗi một thuộc tánh nó là một cơ phận. Và thứ nữa đó là chúng ta phải rất cẩn thận với vấn đề tư vấn. Thì bây giờ, cái thuộc tánh đầu tiên chúng ta gọi là thuộc tánh xúc. Xúc đó, ở đây được hiểu như là một cái môi giới giữa tâm và cảnh, một môi giới của tâm để tiếp xúc với cảnh. Quý vị nào mà đi xuồng, đi tàu thì quý vị thấy người ta treo những cái vỏ xe, những vỏ xe hai bên cái mạn tàu là để khi chiếc tàu nó đậu vào trong cái một cái bến thì thứ vị nó có một phần của chiếc tàu là đụng chạm với bến tàu, đụng chạm với cái platform đó. Thì chỗ đụng chạm đó người ta phải để cái bánh xe hay là cái trái đụng nào đó để cho cái thành tàu đừng có va mạnh làm hư chiếc tàu đi. Cái đó giống như một trái đụng. Và cũng có một thí dụ khác là bây giờ ở trong một cái tổ chức có hàng ngàn người, khi mà chúng ta muốn liên hệ, muốn tổ chức làm việc gì đó thì thưa quý vị, rất là quan trọng, rất là quan trọng để chúng ta hiểu, rất quan trọng để chúng ta hiểu rằng chúng ta không thể nói chuyện với cả chục, cả trăm ngàn người, cả ngàn người ở trong một công ty, mà chúng ta phải nói chuyện với một người chuyên trách về vấn đề liên lạc, chúng ta gọi là contact person. Thì cái contact person nó được ví dụ như là xúc. Ở đây chúng tôi có một cái lời nhắc là có rất nhiều người và thậm chí nhiều giáo trình định nghĩa xúc là sự gặp gỡ giữa căn cảnh và thức. Cái định nghĩa đó là định nghĩa chữ xúc ở trong giáo lý duyên khởi. Cái xúc đó là nói lên một cái sự gặp gỡ của ba thành tố căn cảnh và thức. Cái đó không phải là chữ xúc ở tại đây. Mặc dù khi mà gặp gỡ căn cảnh và thức thì cái thuộc tánh xúc nó lại là một cái cơ phận của tâm để chịu trách nhiệm làm công việc đó. Nhưng mà một cái sự gặp gỡ nó khác với một cái người liên hệ. Và thật ra cái xúc ở đây không phải là một cái cuộc hẹn hay là cuộc gặp gỡ, một cái rendezvous, mà xúc ở đây là contact person, là cái người mà chúng ta liên hệ với một công ty và người đó chịu trách nhiệm để cho những cái bộ phận khác hoạt động đối với những cái đối tượng từ bên ngoài vào. Thật ra xúc ở chúng ta nên hiểu là một cơ phận của tâm.
Giờ quý vị còn nghe được không vậy? Dạ, xin lỗi, quý vị còn nghe lại được không? Dạ. Dạ, thưa thì chữ thọ có nghĩa là nhận. Và nhiều khi có thể trong tiếng Anh thì đó, nó dễ hiểu hơn, đó là chữ feeling. Dạ, feeling là cái cảm giác. Dạ. Thì về cái cảm giác này đó, đôi lúc chúng ta hiểu sai. Chúng ta hiểu nó là một phản ứng, một cái reaction, một phản ứng đối với cảnh. Khi gặp chuyện đó thì mình có phản ứng vui, buồn, vân vân. Thì cái phản ứng đó nó không thuộc về thọ. Cái phản ứng nó thuộc về hành. Và cái thọ ở đây đó, chúng ta tạm hiểu giống như là chúng ta xài cái điện thoại cầm tay đó, một cái điện thoại của chúng ta. Thì cái điện thoại đó nó có cái màn hình OLED, nó gọi là touching screen, mà tiếng Việt Nam sau này chúng ta dịch là màn hình cảm biến. Và cảm biến cái màn hình đó đó, đầu tiên là khi mà chúng ta chạm ngón tay vào đó, thì nó nhận đó là ngón tay, nhận ở mình chạm vào chỗ nào. Và thậm chí có những cái màn hình mà nó đọc được cái dấu vân tay của chúng ta. Dạ, đó là màn hình cảm biến. Và cái cảm biến này nó chỉ nhận thôi chứ nó không có phản ứng. Dạ, thành ra ngày xưa dịch là cảm thọ hay cảm thụ, hay chúng ta dịch là cảm giác. Nhưng mà khi nói đến khổ lạc ưu hỷ xả đó, thì chúng ta thường hiểu là cảm xúc. Dạ, cảm giác khác mà cảm xúc khác. Chúng ta nói cảm xúc là chúng ta gọi là emotion. Emotion tức là cái phản ứng của chúng ta đối với sự vật. Còn cái này á, nó chỉ là màn hình cảm ứng. Và cảm ứng ở đây nó chỉ là một cái tiếp nhận và phản ứng sơ bộ. Một phản ứng sơ bộ, chúng tôi lấy ví dụ là mình đi vào một công ty, mình dẫn một người khách vào cái bàn reception. Và trong cái bàn reception, cái bàn tiếp tân này, thì cái người mà tiếp tân là cái người mà nhận người khách vào, thì người đó sẽ có một cái phản ứng rất là chừng mực ở trong vai trò tiếp tân, chứ không phải là xử lý. Và xử lý giống như emotion và cảm xúc, còn ở đây ấy, chỉ là một cái cảm ứng sơ bộ và cảm ứng sơ khởi ban đầu khi mà cảnh đến với tâm mà thôi. Đó là về thọ. Chúng ta nên hiểu rõ về điểm này. Ở trong sứ giải có dùng một cái thí dụ là khi mà ở trong cung, nhà trù nấu, ngự trù tức là người đầu bếp của nhà vua đó, nấu ăn cho nhà vua, thì người ngự trù có nếm thức ăn. Nhưng mà nếm thức ăn để mà biết vị có vừa ăn hay không, có quá mặn, quá ngọt hay không, hay thậm chí nó có độc hay không. Nhưng mà cái người nếm không phải là người thưởng thức, và cái người nếm là người khác thưởng thức. Thì cái thọ nó tương tự như là một cái cảm ứng sơ bộ khi mà cảnh đến, chứ không phải là xử lý cảnh. Không phải giống nhà vua mà thưởng thức bữa ăn, mà ở đây chỉ là ngự trù nếm thức ăn mà thôi. Đó gọi là thọ. Công việc của một cái công việc cảm thọ này đó, tuy rằng nó sơ bộ nhưng mà nó rất ư là quan trọng. Nó rất ư quan trọng. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như chúng ta nghe chuyện ngày xưa, chuyện Chu Quân Khổng Hồ. Chu Quân là một trong những tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc, người ta nói như vậy. Nhưng mà lúc bây giờ khi mà tiến cung á, thì có một nhân vật tên là Mao Duyên Thọ đã dùng cái bút điểm một cái nút ruồi ở dưới cái khóe mắt. Và khi mà nhà vua nhìn vào khuôn mặt đẹp và có nút ruồi thì tâu nhà vua đó là một nút ruồi thương phu trích lệ, là một cái nút ruồi nó có hại cho người chồng về sau này. Nên Chiêu Quân đã gả sang bên Hồ mà lại không có là người được tiến cung vào gần nhà vua. Thì cái xử lý của Mao Duyên Thọ đó với ông vua nó khác nhau, hai cách khác nhau. Thì cái Mao Duyên Thọ đó, chúng tôi tạo một thí dụ giống như là thọ quẩn, tuy rằng chỉ là một cái cảm ứng sơ bộ nhưng mà rất là quan trọng. Tại vì dựa trên cảm ứng đó đó,
Giống như mình đi vào trong một công ty mà các bạn tiếp cận họ đến họ gặp mình là ai, thì họ sẽ chuyển mình đến một bộ phận nào đó để giải quyết. Thì tuy rằng cảm ứng sơ bộ nhưng mà nó là việc rất là quan trọng. Dạ, bởi vì thọ tính ra trong cái năm quận nó là một quận là thọ quận, giống cảm thọ. Thì cái người người Bắc họ gọi là cảm thụ, chúng người Nam gọi là cảm thọ. Và cái chữ thọ được xem là một cái chữ thực ngữ trong cổ văn ngày xưa mà để diễn tả cho cái cảm giác chúng ta gọi là chúng ta gọi là cái cảm ứng cảm ứng sơ khởi, cảm ứng đầu tiên. Và chúng ta bước sang một cái thuộc tánh thứ ba là thuộc tánh tưởng. Chữ tưởng này đó thì chúng ta phải hiểu theo danh từ chuyên môn, tại vì ở trong tiếng Việt đó thì chữ tưởng mà chúng ta hiểu ngày nay là chữ tưởng là hiểu sai. Giống như là nghe ai nói chuyện này mà hiểu theo chuyện kia gọi là tưởng. Con gà quả cút là tưởng, hay là thấy con rắn mà nghĩ là sợi dây đó là tưởng. Hay tưởng đường chứ hả? Chữ tưởng không phải là nghĩa ở đây như vậy. Chữ tưởng ở tại đây á, được hiểu chính xác á. Có thể lấy một ví dụ như vậy là một cái nhân viên lưu hồ sơ. Lưu hồ sơ là có một khách hàng đến với công ty, thì người đó có phần sự ghi chép lại những gì đáng nhớ, cần nhớ, nên nhớ về khách hàng đó. Và khi người khách hàng ở trở lại thì lúc hồ sơ đó ra để nhận diện khách hàng đó. Hay là trong sớ giải, lấy ví dụ như một người thợ mộc, khi mà đo đó thì lấy cái viết đánh dấu, đánh dấu trên khúc gỗ và mực thước như vậy, để khi nào mình cưa mình bào đó, mình dùng cái dùng cái mực thước đã đánh dấu đó để mà mình biết được. Thì thưa quý vị, cái này ở trong tâm lý học Tây phương đó, người ta gọi là learning hay là hấp thụ, hấp thụ tức là một cái khả năng nhận thức do liên tưởng hay liên đới tới một ấn tượng gì đó. Và cái đặc tính hấp thụ này nó cũng liên quan đến ký ức và trí nhớ, và nó là ký tính của chúng ta. Nhưng mà thường là chúng ta học khi chúng ta học psychology thì một cái thí dụ mà học sinh nào phải học đó là họ thí dụ về con chó. Mỗi lần mà cho nó ăn á, trước khi cho nó ăn người ta đánh một tiếng chuông, và đánh một tiếng chuông rồi đưa thực phẩm cho nó. Thì lâu ngày á thì con chó này nó thường liên tưởng tiếng chuông và thức ăn. Hãy nghe tiếng chuông thì tự nhiên cái người ta đo một bộ phận thấy cái chất cường to hay cái dịch vị ở trong bao tử nó tiết ra, tại vì nó chưa thấy đồ ăn nhưng mà nghe tiếng chuông thì liên tưởng đến thức ăn. Thì ở trong cuộc sống của chúng ta thưa quý vị, cái khả năng mà nhận biết nó liên hệ mật thiết đến ký tính. Ví dụ như là quý vị đọc một dòng chữ mà ai đó đã viết lên trên cái màn ảnh mà chúng ta đọc được, chúng ta đọc được là do chúng ta đã từng biết đó là chữ T, chữ Ư, chữ Ơ, chữ N, chữ G, nó kết hợp là với dấu hỏi chữ tưởng chẳng hạn, thì tưởng mang ý nghĩa này mang ý nghĩa kia, ví dụ như vậy. Thì tưởng ở đây đó là một cơ phận mà chúng ta gọi là đánh dấu và sau đó nhận biết bằng ấn tượng. Và nhận biết ấn tượng một điểm mà rất là cần để chúng ta biết. Chúng ta lấy ví dụ trong một cơ quan hay một cái công ty như một cái tâm, mà trong công ty đó có rất là nhiều khách hàng, hàng ngàn khách hàng đến, thì một việc đầu tiên những người khách trở lại là phải hỏi tên họ rồi lục hồ sơ. Ở trong hồ sơ đã có những ghi chép về những khách hàng đó và nhận biết khách hàng đó qua hồ sơ đã ghi, thì cái đó chúng ta gọi là sanh nha, gọi là tưởng. Tư, thuộc tính tư. Tư ở đây đó là một cái cơ phận
mang tính cách là chủ trương, hay là đưa ra cái phương hướng hành động, giống tương tự như là trong một công ty chúng ta có một người tổng giám đốc điều hành, và người Mỹ gọi là CEO, Chief Executive Officer. Thì cái người giám đốc điều hành này đó là người làm những quyết định là nên xử lý công việc nó như thế nào, sản phẩm này có đưa vào thị trường hay không, hay là người này mình có liên hệ hay không, công ty này mình có nên qua lại làm ăn hay không, v.v. Thì chữ tư, thưa quý vị, chữ tư trong cái chữ Hán có rất là nhiều nghĩa, và tư đôi khi hiểu là suy nghĩ, hay là như chúng ta nói suy tư, mà chữ tư cũng nghĩa là toan tính, và toan tính, và trong cái toan tính này đó, thì lựa chọn là giống như mình lái xe quyết định là quẹo trái hay quẹo phải, hay hoặc giả là quyết định đi hay không đi. Và thật ra thì chúng tôi không dám dùng chữ quyết định, tại vì khi mà chúng ta học sang cái thuộc tính biệt cảnh, nó có cái thuộc cánh tính gọi là thắng giải, thì nó có thể trùng lập, nhưng mà chúng ta tạm gọi tư ở đây là chủ, là một cái chủ suý tạo tác hay chủ trương tạo tác. Và thì ở đây chữ tư nó một phần nào ở trong chuyện chỉ dù chúng ta nói là tư duy, suy tư, hay là chúng ta có cái cụm từ là tư vô tà, nhưng mà cái chữ này nó gần với cái chữ ý nghĩa như chữ tư vô tà vậy đó. Chữ tư ở đây thì là một cái sự suy tính, một cái chủ trương tạo tác, và chính chữ tư này nó tạo nên một cái mà chúng ta gọi là nghiệp. Và Đức Phật ngài dạy tức là tất cả hành quẩn, hành quẩn đi thì nó liên quan đến tư á, là một cái nó là một cái nhân tố chính ở trong việc tạo nghiệp. Cũng giống như là chúng ta không cần biết một công ty ai làm gì ở đâu, nhưng ông tổng giám đốc điều hành, ông tổng giám đốc điều hành, ông Chief Executive Officer, người CEO, là người chịu trách nhiệm tối hậu về những cái quyết định về cái đường hướng của công ty. Thì tư ở đây cũng tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta nói đến cái thuộc tánh thứ năm, gọi là thuộc tánh nhất hướng, nhật nhất hướng. Có khi dịch là định, và có gì khi dịch là nhất hành. Thì chúng tôi nghĩ dịch nhất hành nó có là do nhiều vị dịch là ê cá cộng với gá ta, nhưng mà trong bản sơ giải thì là cái chữ này là chữ ê cá của chữ ác cá, được hiểu là cảnh ê cá cá. Thì thưa quý vị, cái nhất hướng này thường dịch là nhất hành hay là định, ở đây nghĩa là gì? Thì chú đi, tạm nói như vậy là trong một cái phiên họp có những người timekeeper, tức là người canh thời gian, và đồng thời có những người chủ tọa của một cái phiên họp. Họ làm thế nào mà bảo đảm rằng những gì được thảo luận không có đi lạc đề, không có chạy quá giờ, không đi lạc đề được, nhưng mà có một cái sự tập trung gom lại, nó gọi là ekakata. Hay là vị nào ở bên Mỹ đó mà làm quen với chính trị Hoa Kỳ đó, thì ở trong thượng viện và hạ viện, viện nó có một cái nhân vật tên là WHIP, WHIP. Thì cái nhân vật WHIP này đó, cái công việc đơn giản là làm sao để gom tất cả một cái thành viên ở trong một đảng. Khi ở Mỹ có đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, thì ở trong đảng Cộng Hòa có rất là nhiều thượng nghị sĩ hay là dân biểu,
có nhiều ý kiến khác biệt, nhưng cái người quyết đó, là cái người làm sao mà để gom những người đó lại trong một cái chương trình hành động mà mình gọi là nhất quán, để nó tránh cái trường hợp của chúng ta gọi là tránh trống đánh xuôi càng thổi ngược. Thì cái này nó là một cái nhân vật quyết nghĩa, là nhân vật thường làm công việc như vậy, nó mang cái nội bộ đảng nhưng mà rất là quan trọng. Ví dụ như là đảng Cộng Hòa cần bỏ phiếu, cần tới 53 phiếu ở trong thượng viện, mà ở trong đó chỉ có 40-41 người đồng thuận với nhau, còn mười mấy người kia thì ông nói gà bà nói vịt vân vân. Thì bây giờ cái người quyết là bằng sự gom lại. Và chúng tôi nhớ rằng hồi còn nhỏ ở miền quê đó, thứ thì có một chuyện này cũng rất là thú vị, nhưng mà chúng tôi kể thì không biết là có vị nào có thể tưởng tượng ra được không, là ở miền quê chúng tôi, người ta hay nuôi vịt, mà vịt đàn à, và đàn có khi cả ngàn con như vậy, và đặc biệt là trong cái mùa gặt lúa đó, thì những cái lúa còn sót lại thì mình cho cả hàng ngàn con vịt ra đồng để mà ăn lúa mót. Và lúc đó mùa gặt thì nó hơi cạn, thành ra tôm cá nhiều á, thì khi cái lùa con vịt ra ngoài đồng như vậy thì nó mau mập lắm, nó mau lên cân đó. Nhưng mà một cái người ở thành hay là người không quen á, thì khó có thể tưởng tượng ra hình ảnh là có cả hàng ngàn con vịt nhưng mà chỉ có một người đi lùa thôi. Một người đi lùa, và lùa làm sao á mà cả ngàn con vịt á nó đều đi về một hướng. Thí dụ mình muốn đi về hướng đông, hướng tây, rồi cho nó ăn xong mình lùa trở về chuồng. Nó là một nghệ thuật nói không được, nhưng mà trong cái loài vật nó cũng giống loài người, nó có một cái tính rất là bầy đàn. Cái tâm lý bầy đàn, tức là có một con dẫn đạo, và con dẫn đạo đi thì những con khác cùng đi theo. Quý vị thấy như chim ấy, nó đôi khi nó bay theo cái đội hình đó, có thể có cả hàng trăm con chim nhưng nó bay theo hội điểm một đội hình hướng nhất định, thì nó đi theo cái con dẫn đầu. Con dẫn đầu thì khi mà mình lùa những người cao bồi mà họ lùa ngựa hay lùa bò, họ cũng lùa theo bầy đàn. Nhưng mà cái mà thú vị nhất là khi nào mà quý vị xem những cái YouTube mà một em bé chăn vịt, và có khi một chăn vịt thôi, nếu mà không biết thì họ mình quơ hồi đó nó chạy gọi là tán loạn bốn hướng hết, thì mình không có lùa được. Phải biết cách lùa, biết lùa cái con nào đó mà cái con đó nó lại con dẫn đạo cho cả hàng ngàn con vịt khác cùng đi theo cái hướng ra ngoài ruộng để ăn lúa mót rồi trở về nhà. Thì đây là một kỹ thuật. Làm sao nguyên cả một bầy tập trung chung vào một hướng. Thì thưa quý vị, định á, ở đây thì chúng tôi cũng tạm dùng cái chữ gọi là gom hay là lùa lại. Gom lùa tức là làm cho những pháp đồn sanh á cùng tập trung vào trong một hướng, đó gọi là cái thuộc tánh của định. Và cái thuộc tánh thứ sáu chúng ta gọi là thuộc tánh mạng quyền. Thuộc tánh mạng quyền, cái khái niệm này thì nó không có trong một cái, nó ít có trong một cái cơ cấu tổ chức của người Việt. Nhưng mà ở các cái tổ chức Tây phương thì có rất nhiều, chúng tôi nghĩ ngày nay công ty nào cũng phải có. Thì chúng tôi tạm lấy một ví dụ là chúng tôi điều hành công việc của giáo hội đó, thì cái vị chủ tịch hội đồng điều hành đó là đưa ra cái đường hướng chung, điều hành chung, chịu trách nhiệm chung. Nhưng bên cạnh mình chủ tịch hội đồng điều hành thì thường là có vị phó chủ tịch nội vụ và phó chủ tịch ngoại vụ. Thì công việc của vị phó chủ tịch nội vụ là gì? Đó là cái việc đó là phải theo dõi những cái nhân sự làm việc ở trong giáo hội, mà có nhiều khi nó có chuyện vui, chuyện buồn. Và nếu mà không có giải quyết sớm á, thì chuyện bé xé to và nó dẫn đến đổ vỡ. Thì thường thường cái vị chủ tịch, cái vị phó chủ tịch nội vụ này đó, là làm sao bảo đảm rằng cái
nguồn máy nó được vận hành trơn tru, nó không có những cái pháp pháp, nó không có những cái khủng hoảng, nó giảm bớt đi những cái mâu thuẫn nội tại. Và giảm bớt những mâu thuẫn nội tại thì một công việc phải đi tới. Chúng ta biết một điều đó là đa phần những cái tổ chức của người Việt Nam chúng ta mà bị tê liệt không phải là do ở bên ngoài, mà do là khủng hoảng nội bộ. Mà khủng hoảng nội bộ đó mà không có một vị phó chủ tịch nội bộ khéo đó thì làm hư chuyện. Nhưng phó chủ tịch nội bộ mà đúng nghĩa đó thì rất là quan trọng. Vị này đem lại sự an ủi cho những người cần an ủi, khích lệ những người cần khích lệ, nhắc nhở những người cần phải nhắc nhở. Thì ở đây nó giống như vai trò của cái thuộc tính gọi là mạng quyền, là duy trì cái sự tồn tại của tất cả những cái thành tố ở trong một cái tộc. Chúng ta hiểu, tạm hiểu là như vậy. Và thưa quý vị, một cái thuộc tính sau cùng là thuộc tính thứ bảy á, chúng ta đề cập ở đây thường dịch gọi là tác ý. Dạ, tác ý thì chúng ta nói chữ Manasikara được dịch thì nó rất là liên lạc với cái chữ Mana là ý, Manasikara, Kara là làm hay là tạo, thay vì là tác ý cũng được. Nhưng mà thường thường trong cái nghĩa người Việt Nam ở bên mình đó hay dùng chữ tác ý, nó tương đương với chữ Chetana hay là tư tâm sở, hay thuộc tính tư. Và tác ý như là tác ý tạo nghiệp chẳng hạn. Và cái chữ tác ý tại đây đó, thì mình cần phải định nghĩa cho rõ. Cái chữ mà dịch đúng đó, ở đây đó, chúng ta dịch là tiêu cự. Tiêu cự chúng ta tiêu cực, tiêu cự là focus, tiêu cự. Ngài trên sự ngài dùng cái ví dụ về Manasikara như vậy là một cái bánh bao to quá, thì mình ăn mình đâu thể đưa nguyên bánh bao vét vô miệng được, mình phải cắn. Và khi mình cắn thì mình cắn một mảng, một miếng ở trong nguyên bánh bao thì cả lớn. Ở Việt Nam ngày xưa có bán mấy bánh bao to lắm, thì mình không thể nhét ngồm vào nguyên cả một cái bánh bao vào trong miệng được, mình chỉ cắn một miếng thôi. Hay là chúng ta nhìn vào một bức tranh rất là lớn, không thể một lúc mà cả bức tranh vào, mà chúng ta chỉ có một cái tiêu điểm trên bức tranh đó. Và một cái tổng thể lớn rộng thì có cái tiêu điểm. Cái tiêu điểm đó được tập trung vào, chúng ta gọi là focus. Và ở đây thì chúng ta dịch là tiêu cự. Tiêu cự chứ không phải tiêu cực nha. Hồi nãy chúng tôi nghe đọc tiêu cực thì chỉ tiêu cự ở đây là, tiêu cự ở đây là focus. Và hay là tập trung vào một cái tiêu điểm. Thì chỉ tập trung vào một tiêu điểm á, nó khác với cái mà chúng ta gọi là nhất hướng. Mặc dù mới nghe như vậy đó thì mình tưởng là nhất hướng và tiêu cự nó giống như, nhưng mà chúng tôi tạm dịch là nhất hướng đó, tức là một cái vai trò của một người mà gom tất cả pháp đồng sanh để nó cùng đi vào một hướng gọi là nhất hướng. Còn tiêu cự là đối với cảnh đó. Và đối với cảnh đó thì nó phải có một mảng nào đó, một điểm nào đó, một tiêu điểm ở trong toàn cảnh. Về điểm này đó thì chúng ta nên hiểu có một cái sự khác biệt. Thì nếu quý vị hỏi chúng tôi chữ tác ý á, được hiểu theo nghĩa nào á, thì chúng tôi xin dùng cái chữ tác ý này được hiểu gần nhất và dễ hiểu nhất mà nó đúng là, ví dụ như quý Phật tử đến chùa cúng vào trong chùa 20 đồng, và quý vị nói rằng 20 đồng này xin dùng để in kinh, 20 đồng này xin dùng để xây tháp, 20 đồng này xin để lo hương đăng của chùa, thì chúng ta gọi là tác ý. Tức là một cái sự cúng dường, trong sự cúng dường đó chúng ta có điều hướng đến một cái mục đích, một mục tiêu được đơn cử và đơn cử rõ ràng, thì cái đó chúng ta gọi là một tiêu cự, một focus, một cái tác ý. Dạ, thì hiểu như vậy chữ tác ý hiểu đúng. Còn nếu chữ tác ý có nghĩa là cái chủ tâm tạo tác, thì tác ý nếu mà gọi là chủ tâm tạo tác thì cái đó là tác ý của Chetana, của tư, của thuộc tánh tư. Ở đây cái tác ý này đó là một cái lấy một điểm trong toàn cảnh. Dạ, đó là cái mà chúng ta định nghĩa. Thì thưa quý vị, bảy cái thuộc tánh biến hành này rất là quan trọng. Dạ,
bài học ngày hôm nay chúng tôi không nói quá xa quá nhiều, sợ vì nói nhiều sợ chúng ta phân tâm. Nếu quý vị nào đọc về những cái giáo trình giải về những thuộc tánh này, ví dụ như xúc thì định nghĩa là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, rồi thọ, thọ khổ, thọ lạc, tự ưu, thầy, thọ xả, rồi vân vân, tư tư tiền, tư hiện, tư hậu, vân vân, thiệt. Những cái gom góp và kinh văn đó, đó nó là cái gì nói về đại loại, nó phải nói về macro, không phải nói về vĩ mô. Chúng ta nên hiểu rằng những thuộc tánh này là những cơ phận nằm ở trong một cái tổng thể. Chúng tôi lấy ví dụ như trong một cái công ty có nhiều bộ phận thì mỗi thuộc tánh này là một bộ phận, nên hiểu cái cách vĩ mô như vậy, chứ không nên hiểu là thọ riêng, tưởng riêng, hành riêng, thức riêng. Cái hiểu đó cũng có, nhưng mà phải rất là cẩn thận. Dạ, phải rất là cẩn thận. Và một điểm mà chúng tôi nhắc quý vị là những từ ở tại đây, xúc thọ tưởng tư, hay là ngày mai chúng ta ý tuần bài học tới chúng ta học như tầm tứ thắng giải gần như vân vân, đó là những cái từ vựng, những cái từ ngữ mà đã được lọc lõi, được chuyển dịch từ cái thời xa xưa. Chúng ta nói tới thời của ngài Huyền Trang, trước đó là thời của ngài Kumara Thập, ngài An Thế Cao, vân vân, thì cái chữ này cũng dùng theo cổ Phật. Và đừng có, chúng ta đừng lấy cái chữ thường thức mà chúng ta đem vào đây, đem vào đây, tại vì nhiều khi thưa quý vị, những cái chữ mà chúng ta xài bây giờ mang cái nghĩa khác, mang cái nghĩa khác. Chúng tôi lấy một cái ví dụ mà quý vị nên cẩn thận như chữ tưởng. Như người Việt Nam mình nó tưởng là gì? Tưởng là hiểu lầm, là hiểu sai. Thấy con rắn tưởng sợi dây, hay sợi dây tưởng con rắn, gọi là tưởng. Thấy cái này tưởng kia, cái chữ tưởng không phải là như vậy. Chữ tưởng ở đây mà ngay cả chữ tưởng mà bình thường định nghĩa trong Phật pháp đó, thì nó cũng có ý nghĩa khác hơn là ở trong trong cái thuộc tánh. Thuộc tánh ở đây là vai trò là đánh dấu và nhận biết bằng ấn tượng. Nhận biết bằng ấn tượng tức là nhận biết bằng một cái dấu vết đã ghi lại, như hồi nãy chúng tôi có đề cập đến là một cái người làm mộc, họ đo, họ lấy cục phấn hay là lấy cái viết, họ gạch dấu, và dựa cái gạch đó họ nhận biết là cắt tới đây, cưa tới đây, vân vân, thì cái đó là cái chúng ta gọi là tưởng. Nên không ai chúng ta rằng có rất nhiều người tự học về A Di Đà, tự học về duy thức, hay tự học về thắng pháp và vi diệu pháp tự học, và đem cái kiến thức của ngôn ngữ ở ngoài đời nếu mà giảng đó, thì đôi khi nó hiểu rất sai. Chúng tôi nói rằng những cái chữ này là những chữ rất là cô động, và những chữ này thường được hiểu theo cổ văn, và cổ văn ngày xưa nó khác với kim văn bây giờ. Thật ra khi mà đụng đến những chữ này thì bắt buộc chúng ta phải định nghĩa, và rất cần để hiểu một cách tinh xác. Không có thì chúng ta hiểu lang mang, cái này nó hiểu qua cái kia nó hiểu qua cái đó, thì rất là nguy hiểm. Vì vậy quý vị thấy rằng chúng tôi cố gắng dùng một thí dụ thôi. Thí dụ đó là thí dụ về một công ty. Một công ty nó gồm có nhiều cái bộ phận, và mỗi một nhân viên, mỗi một người có một vai trò nào đó, để chúng ta đừng đi quá xa. Tại vì sự vận hành của công ty là một cái tổng lực, là một sự vận hành của toàn bộ, và trong đó có nhiều bộ phận, thì cái tâm của vậy, khi mà tâm biết cảnh thì thưa quý vị, nó có rất là nhiều cái chúng ta gọi là chúng ta gọi là những cái thuộc tánh, và những thuộc tánh này đặc biệt phải lưu ý. Thì bảy thuộc tánh biến hạnh này có mặt trong tất cả tâm, không có tâm nào mà không có bảy thuộc tánh biến hạnh này. Chúng tôi lấy ví dụ như là một công ty mở ra thì cũng phải có cái vị CEO, rồi phải có thư ký, rồi phải có tiếp tân, rồi phải có này có kia. Và không thể nói một công ty mà chỉ một người được, mặc dù trên giấy tờ thì cũng có thể có được, nhưng mà nó thành có nhiều thành tố, và những thành tố này phải được hiểu chính xác. Đôi khi nó khác biệt với nhau trong đường tơ kẻ tóc thôi. Lấy ví dụ như là
chúng ta nói về cái tiêu cự, nói về cái focus, nói về tác ý. Nếu hiểu không khéo thì nó có thể trùng với tư, có thể nếu không khéo nó trùng với định, với nhất hướng. Và những cái này nó rất là dễ trùng với nhau. Bởi vì ngay cả những người làm việc trong một tổ chức mà họ không hiểu của họ, tức là người ta nói không hiểu cái job description, không hiểu cái phần hành của họ, họ thường hay bị dẫm chân. Một cái vị chủ tịch hay là đôi khi một cái vị phó chủ tịch mà hành động dẫm chân mình tổng thư ký, vân vân, thì cái đó thường xảy ra lắm. Bởi vì sao vậy? Không có hiểu cái sự chính xác của từng vai trò. Hồi xưa khi mà chúng tôi mới học Thắng Pháp với Ngài Tự Sự, thì Ngài thường giải cái này bằng cách là Ngài đem vào bốn cái chú thích mà dựa trên sớ giải, nói về như là trạng thái, rồi nói về nhân cần thiết, rồi các pháp đồng sanh, rồi sự thành tựu. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi không có đưa những thứ đó vào, mặc dù chúng tôi biết rằng đa số các vị giảng sư đưa vào. Tại vì thứ vì đôi khi trong một bài học mà chúng ta đưa nhiều cái thứ nó rối đi. Do vậy ở đây chúng tôi cố gắng định nghĩa, quý vị thấy rằng chúng tôi biết gọn nhất và để quý vị thấy có sự việc. Nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta đọc vào bốn cái cách trình bày của trạng thái, của nhân cần thiết, rồi có pháp đồng sanh, rồi sự thành tựu đó. Đôi khi chúng ta hiểu nó mỗi một cái thuộc tính nó là một cá thể độc lập. Không phải. Nó không phải là một cá thể độc lập, mà nó là một thuộc tính, nó là một cơ phận. Giống như quý vị mở cái đồng hồ ra, ở trong cái đồng hồ có nhiều cái bánh xe, có nhiều bộ phận rất nhỏ, thì cái mỗi bộ phận nó có cái chức năng riêng. Và chứ tháo ra một cái thì nó không hoạt động được, và nó phải là một cái sự hoạt động có tất cả là gọi là tổng lực và toàn bộ, và nó chỉ là một bộ phận ở trong tổng lực đó, thì chúng ta nên rất là cẩn thận. Và chúng tôi cũng nhắc quý vị là khi mà mình học Thắng Pháp đó, một trong cách để chúng ta nhớ là chúng ta nhìn vào các biểu đồ, nhìn vào các biểu đồ. Như ngày hôm nay chúng tôi có làm được cái biểu đồ về sự phân chia các loại thuộc tánh. Thì quý vị nhìn vào biểu đồ này, quý vị để nhớ là cái nhóm đó nó nằm ở trong, nó nằm ở trong cái phần đó. Ví dụ như là nhóm thuộc tánh tợ tha biến hành thì nó nằm ở trong nhóm tợ tha. Nhóm tợ tha là một trong ba loại của thuộc tánh tâm. Rồi chúng ta cũng nên làm quen với biểu đồ. Chúng tôi học Thắng Pháp suốt cuộc đời là nhớ ơn Ngài Tịnh Sự. Ngài Tịnh Sự, Ngài là người đã vẽ ra cái biểu đồ chư pháp mà Ngài gọi là bản nêu chư pháp đó. Mà trước khi mà Ngài vẽ bản nêu chư pháp, hồi xưa Ngài dạy đó, thưa quý vị, ban đầu Ngài dùng chén, dùng bát ở trong chùa, Ngài sắp lại cho người ta nhớ. Sau này đục xu, sau này mới quay radio, Ngài mới dùng vẽ biểu đồ. Nhưng mà cái biểu đồ làm cho chúng ta có cái khái niệm tổng quan mà chúng ta nhớ. Ví dụ như hôm nay chúng ta học về bảy thuộc tánh biến hành, thì chúng ta biết rằng bảy thuộc tánh biến hành đó nằm ở đâu trên cái biểu đồ chư pháp. Và khi mà chúng ta nhìn thấy rõ như vậy thì thưa quý vị, nó sẽ làm chúng ta nhớ nhiều hơn. Nếu không thì chúng ta rất là dễ, và chúng ta rất là dễ để quên. Xong nói nhiều quá, tự nhiên đem ra cái rồi là tâm tâm tố sắc giới, rồi tâm kháng ý môn, kháng ngũ môn, cứ nằm đâu lộn xộn. Nhưng mà nếu chúng ta là quen biểu đồ hay là năm hai thuộc tánh này, quý vị thấy xúc thọ tưởng tư định bằng căn tác ý, rồi tâm tứ thắng giải cần nghĩ dục, si vô tầm muối khúc vật, vân vân, mỗi một cái thuộc tánh nó nằm ở một điểm nào đó ở trên cái biểu đồ. Người ta nói rằng một ở trong những cách học ngày nay mà tốt nhất là dùng audio visual, tức là dùng cái thính thị, cái phương tiện thị là nghe, nhìn, nghe rồi phải nhìn đó, thì chúng ta mới nhớ dễ. Thì ở đây để có thể nhớ dễ thì chúng ta rất cần
làm quen với các biểu đồ. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc bài học ngày hôm nay tại đây về thuộc tánh tự tha biến hành. Mà thượng tọa từ siêu, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa từ siêu đang ở trước máy và nghe được, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trở lại để có vài điều nói thêm về bài học ngày hôm nay. Và sau đó thì chúng ta sẽ đi vào phần thảo luận. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa từ siêu. Dạ, dạ, kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Nãy giờ chúng ta nghe Thượng tọa Giác Đẳng trình bày giảng giải về bảy cái thuộc tánh tự tha biến hành. Và trong đó Thượng tọa có nhắc đi nhắc lại điều mà chúng ta cẩn thận là không nên hiểu lan man với một cái từ của tâm sở. Nếu chúng ta hiểu lan man như vậy thì chúng ta sẽ vô tình xem một cái thuộc tánh tâm sở như là một đơn vị độc lập. Thực ra thì nó chỉ là một cái phần tưởng tương ưng với tâm và đồng sanh với các cái tâm sở còn lại. Về điểm này thì chúng tôi cũng đồng ý với Thượng tọa Giác Đẳng về vấn đề đó. Nhưng ở đây cũng muốn nhắc cho các học viên, người học thì chúng ta phải dùng trí tuệ. Nếu như mà chúng ta chỉ hiểu một cách hết sức cô đọng vào cái đặc tính của cái tâm sở đó thì như vậy tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy nó khô khan và chúng ta sẽ khó nhận ra được. Ở đây thường thì khi mà chúng tôi giảng dạy về cái các cái thuộc tánh này, trước tiên là chúng tôi cũng trình bày cho họ nghe về ở trong kinh tạng Đức Phật ngài nói sáu xúc, tức là nhãn xúc, vị xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc.
thì sáu xúc đó, nhãn xúc là gì, nhĩ xúc là gì, khi mà cho họ làm quen từ ở khinh tạng, bắt đầu mình mới dẫn qua về thắng pháp tạng, và mình dẫn đến cái tâm sở xúc phát sát chetana, phát sát chetasika. Khi đó mình mới khẳng định, khi mà cái thuộc tánh nó nằm ở trong tâm, nó chỉ đơn thuần là như vậy. Thí dụ như khi mà nói đến tính tâm sở, thường có một số, có một vài quyển sách thắng pháp giải về ví dụ pháp thì định nghĩa tính tâm sở một cách rất là hời hợt. Nào là đức tin, tín ngưỡng, tin tâm bảo, tin nghiệp báo, vân vân. Cái đó là chưa đến lúc để mà trình bày như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì tính tâm sở Sattha Chetasika là nó một thành tố của 91 tâm tịnh hảo. Và trong 91 tâm tịnh hảo đó thì có cả tâm quả và tâm tố của vị A-la-hán nữa. Thì như vậy chúng ta định nghĩa tính tâm sở như vậy thì không ổn. Hoặc là dầu cho tính tâm sở có mặt ở trong tâm đại thiện, nhưng mà đối với những người bình thường ở bên ngoài, thí dụ như những người họ theo đạo Chúa, hay là theo đạo Tin Lành, hoặc là theo đạo Bà La Môn giáo chẳng hạn, thì họ không có tin về Phật, về Pháp, về Tăng, họ không có tin về cái lý nhân quả. Nhưng mà những lúc mà họ đối nhân xử thế, họ có cái sự đàng hoàng, lịch sự, hoặc là họ giữ cái mối thiện cảm, con người và con người sáng gặp nhau, chào buổi sáng, chúc một ngày tốt lành. Thì khi mà họ giữ được cái tâm mát mẻ tốt đẹp như vậy đó, thì nó cũng là tâm thiện. Thì ở trong tâm thiện có tính tâm sở, một trong 19 cái tâm sở tịnh hảo biến hành. Thì bây giờ chúng ta mới đặt cái vấn đề là như vậy thì tính ở đây cần phải được hiểu như thế nào. Thì lúc đó chúng ta của ngài Nagasena, ngài đưa thí dụ, ngài giải thích cho vua Milinda nghe. Khi mà vua hỏi về tính tâm sở thì ngài đưa hai cái thí dụ. Một cái thí dụ thứ nhất tính tâm sở, tức là một cái sự gạn lọc cho nó trong sáng, giống như cái lượng nước vậy đó, nó gạn lọc cái bụi để cho nước nó trong. Thì cũng vậy, khi mà Sattha Chetasika mà nó phối hợp trong cái tâm tịnh hảo đó, sở dĩ gọi là tâm tịnh hảo bởi vì nó có tính tâm sở để mà nó lọc, để mà nó thanh lọc những cái ô nhiễm, những cái cấu uế của phiền não. Có mặt tính tâm sở thì tự nhiên là cái tâm đó nó trở nên trong sáng, trở nên trong sáng, không có bị bấn đục bởi những tham sân si vân vân. Thì định nghĩa, nhưng mà cái ý nghĩa thứ hai đó thì ngài Nagasena ngài mới trình bày
một cái thí dụ, tính tâm sở nó còn có nghĩa là cái sự quyết tâm, là cái sự tin tưởng. Là thí dụ như một nhóm người khi mà đi đến một cái dòng suối hay là dòng sông, mỗi người đứng lững khững ở trên bờ do dự, không dám bước xuống lội qua bên kia, thì lúc bây giờ có một người can đảm, họ mạnh mẽ bước xuống và họ lội qua bên kia bờ một cách an toàn. Thì những người đứng ở bên này khi mà nhìn thấy như vậy thì họ tin tưởng rằng là cái dòng sông này cạn, không nguy hiểm, vì đã có người lội qua đường bên bờ kia. Thì mọi người do cái sự tin tưởng cái người đi trước cho nên họ cùng lội qua, thế là cả nhóm được qua bờ bên kia. Thì cũng vậy, khi một người đặt cái sự tin tưởng ở Đức Phật là vị giác ngộ, ở giáo pháp tức là phương pháp để giác ngộ, đặt cái niềm tin ở tăng chúng là những vị thừa hành, những vị thực hành theo chánh pháp của Đức Phật mà được giải thoát, thì người này họ đặt cái niềm tin như vậy đó, thì họ mới bắt đầu hướng tâm để làm theo, để làm theo Phật pháp. Thì như vậy đó, chúng ta không thể phủ nhận nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc không phải là chi pháp thuộc về xúc tâm sở. Chúng ta không có thể phủ nhận. Nhãn xúc là gì? Khi nào xúc tâm sở phối hợp trong tâm nhãn thức thì cái đó gọi là nhãn xúc. Tâm sở thọ phối hợp trong tâm nhãn thức thì như vậy gọi là nhãn thọ. Cứ như thế đó chúng ta hiểu cái chi pháp. Nhưng ở đây là các Phật tử cho hiểu là ý của Thượng Tọa Giác Đẳng muốn nhắc chúng ta rằng là không nên chỉ hiểu một cách đơn thuần theo thường thức về những từ ngữ chữ đâu nghĩa đó, mà chúng ta cần phải hiểu một cách thuần túy tính chất của thuộc tánh này khi mà nó đóng cái vai trò xúc hay thọ ở trong một cái sắc na tâm, thì chúng ta phải hiểu một cách hết sức là cô đọng, chứ chúng ta đừng có hiểu theo cái kiểu giống như chúng ta nói chuyện thông thường. Xúc tức là cái sự tiếp xúc, như mình tiếp xúc với người khác, vân vân, tiếp xúc với khách, tiếp xúc với người bạn, định nghĩa như vậy thì đi quá xa. Tức là như vậy thì chúng ta sẽ hiểu xúc rời rạc, thọ rời rạc, tưởng rời rạc, tư rời rạc. Chúng ta hiểu như thế nào để chúng ta có thể chứng minh được rằng là trong một cái sát na tâm có những cái thành tố, những cái thuộc tánh này nó tương hợp với nhau để nó làm thành một cái tâm biết cảnh. Vì nếu như mà chúng ta
Không làm như vậy đó thì chúng ta sẽ hiểu một cách rõ ràng. Cũng giống như bây giờ đó, khi mà chúng ta hiểu được từng thành phần ở trong một cái viên thuốc cảm thì những cái thành phần đó chúng ta phải biết rằng là nó sẽ tạo ra cái viên thuốc có tác dụng như vậy, trị bệnh như vậy. Cho nên những cái thành phần đó chúng ta không phải xem nó như là một cái loại thuốc riêng biệt, rồi nhiều cái thành phần là nhiều cái loại thuốc, nhiều cái viên thuốc rồi nhập cục lẫn lại như vậy, mà người ta pha lẫn những cái tinh chất, những cái tính chất, những cái tính dược chung lại với nhau. Thì khi uống thuốc đó vào đó, thì nó hòa tan trong cơ thể và nó dẫn đến những cái bộ phận bị bệnh để mình đã điều trị. Cảm bị sốt thì nó có một cái dược tính khác như acemon chẳng hạn, nên phối hợp. Rồi đau nhức thì nó có cái dược tính đi chung, đi kèm, nó làm cho giảm đau vô vật. Thì chúng ta học thắng pháp mà học về tâm sở thì chúng ta phải cẩn thận như thế. Chúng tôi thì cũng không phải là hoàn toàn không nói đến những ý nghĩa ở trong kinh tạng hay là ý nghĩa ở thượng thức, nhưng mà chỉ nhắc để dẫn cho quý vị đi đến cái chỗ hiểu cốt lõi của các cái thuộc tâm đó ở trong một sắc na tâm, để chúng ta tiện bề chúng ta so sánh và chúng ta đừng có bị nhầm lẫn. Nếu mà chỉ định nghĩa xúc, tức là cái sự chạm giữa căn cảnh và thức, thì nếu mà chúng ta định nghĩa một cách thông thường như vậy đó thì chúng ta cũng lấy là ngạc nhiên là như vậy ở trong một sát na tâm nó sanh khởi. Thì ngay trong lúc đó làm sao mà có căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, làm sao mà cái đó nó có mặt và cái đó nó thuộc sắc pháp, làm sao nó liên hệ đến danh pháp là xúc được. Thì ở đây định nghĩa căn cảnh ở thức gặp nhau gọi là xúc, thì cái đó là một khía cạnh khác chứ không phải là một cái khía cạnh định nghĩa về về cái thuộc tánh hay là về tâm sở. Tâm sở chúng ta phải hiểu khác, tức là một thuộc tánh nó có cái vai trò là nó trợ duyên, nó trợ giúp cho các cái tâm sở khác đồng sanh, tâm sở đồng sanh đó với nó, để mà chạm cảnh, để chạm cảnh chỉ vậy thôi. Nó có cái vai trò đó. Ví dụ giống như là cái đào nó cũng là cái chất lỏng, nhưng cái vai trò ở trong cái chất lỏng của keo nó có một cái hoạt chất dính, nó giúp cho cái vật gì khi mà chạm với vật khác thì nó dính, nó không có bị xức ra, nó không có bị rời ra. Thì như vậy cái vai trò của xúc của nó sẽ đóng cái vai trò đó. Cũng
như khi chúng ta nói đến thọ thì định nghĩa thông thường đời sống này là một chuỗi dài cảm thọ. Thọ tức là những cái cảm giác vui buồn, sướng khổ hay bình thản, vân vân, chúng ta định nghĩa như vậy. Nhưng mà trong cái định nghĩa đó thì không, chúng ta không thể nào áp dụng cho trường hợp tâm sở thọ nó đồng sanh với, tương ưng với tâm, tương ưng với thức. Và tương ưng với thức thì tâm sở thọ nó đóng cái vai trò gì? Ở đây thưa quý vị, nó đóng cái vai trò là nó tạo nên một cái cảm giác. Cũng ví như ánh nắng mặt trời khi mà nó phủ lên trên đất, trên đá hay trên tấm gỗ thì nó làm cho đất đá hay tấm gỗ đó nó có cái sự mát, nó có cảm giác mát, cũng như thọ vậy đó, để giúp cho các pháp đồng sanh có được cái cảm giác đối với cảnh vậy đó. Cho nên ở đây đó, chúng ta nên dung hòa một chút, tức là thoạt đầu thì chúng ta hiểu xa xa về cái chi pháp đó, ý nghĩa đó, cái từ đó được xài ở trong kinh, và khi anh từ xúc thọ tưởng tư định mà nguyện tác ý, chúng ta xài trong cái nghĩa thường thức của Phật học. Phật học thường thức nghĩa khác, nhưng mà dần thì chúng ta mới bắt đầu hướng đến để hiểu ý nghĩa cô động đặc biệt thuần túy của cái tâm, của cái thuộc tánh này khi mà nó phối hợp với tâm, vân vân. Thì chúng ta như vậy chúng ta mới cảm thấy lý thú trong cái việc học, và chúng ta mới có thể có so sánh để nhận thức. Thì hy vọng rằng các Phật tử chúng ta khi mà học đó, thì chúng ta cứ nghe cái danh từ đó chỉ cho tâm sở đó, thì chúng ta cứ trước tiên là chúng ta hiểu theo cách thứ nhất, tức là chúng ta hiểu theo nghĩa Phật học thường thức, rồi dần dần chúng ta mới đi đến cái chỗ, cái đặc tính của tâm sở này khi mà nó phối hợp với tâm. Một vài điều chúng tôi xin chia sẻ cho quý vị. Bây giờ thì đã thấy có câu thảo luận số 1. Xin dứt lời ở đây, kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sao thưa quý trình Thượng Tọa Tổ Sư, và Thượng Tọa Tổ Sư, khi chúng ta học Thắng Pháp ấy, thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều thuộc tánh mà nó vốn nó có mặt ở trong tất cả tâm. Ví dụ như chúng ta nói về định, hay là một vài cái tâm bị cảnh như là tâm tứ chẳng hạn, tâm tứ rất là nhiều. Nhưng mà khi mà ở trong bình thường thì nó không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà khi mà mình phát triển nó trở nên nổi trội thì nó trở thành những cái chi thiền. Nó chỉ là một thí dụ thôi, còn có nhiều thí dụ như vậy thì nếu có ai đó nói rằng qua những bài học về thuộc tánh thì
rõ ràng là chúng ta có những tiềm chất tốt, nhưng mà vấn đề là chúng ta có chịu phát triển hay không. Thì từ đó đồng ý không? À, xin kính thỉnh từ tổ quan hệ trở lại. Nam mô Phật thầy, kính bạch Thượng Tăng, kính thưa quý vị. Quả thật như vậy, tất cả những thiện pháp mà chúng ta tu tập, tất cả những cái thiện pháp đó, nếu mà chúng ta học trong thắng pháp đó, thì chúng ta sẽ bắt gặp như là tính niệm tàm quý vô tham vô sân, hay tính tầm tứ thân giải cần hỷ dục. Tất cả những cái tâm sở đó, khi mà chúng ta học về Matika, là những cái đầu đề pháp đó, thì chúng ta sẽ thấy những cái thiện pháp, những cái pháp tốt đó, nó đều xuất phát từ cái thuộc tánh tâm sở. Có khi thì những cái thuộc tánh đó thuộc về tâm sở tự tha, như là tầm tứ hỷ lạc định chẳng hạn, rồi tâm sở có những cái thiện pháp nằm ở trong tâm sở tình hảo, thí dụ như là tầm tứ, thí dụ như là tính niệm tà, tính niệm định tuệ ở trong của quyền của lực. Tất cả những cái đó cũng thuộc về chi pháp, thuộc chi pháp xuất xứ từ cái thuộc tánh tâm sở cả. Bình thường thì trong đời sống của mọi người, mọi chúng sinh, hễ có tâm thì có những cái tâm sở đó, những cái thuộc tánh đó. Hễ có tâm sanh thì có những cái thuộc tánh đó, nó tương ưng. Nhưng mà tại vì người ta không biết chúng sanh do cái sự vô minh, hoặc là không có cái sự học hiểu, và do đó họ có mà họ không biết xài. Họ có những cái thuộc tánh đó, những cái tâm sở đó tương ứng với tâm, nhưng mà họ không biết phát huy cái đặc tính này cho nó trở thành một cái thiện pháp. Chúng ta lấy cái ví dụ như một người bình thường không biết gì hết về thuốc, ở trong cái khu vườn của họ có mọc lên những cái loại cỏ, những cái loại dây leo, những cái loại cây tạp vân vân. Thì họ, một người bình thường thì họ chỉ biết cỏ là cỏ, lá là lá thôi. Nhưng mà đối với một cái người thầy thuốc á, thì khi mà họ nhìn thấy cái cọng cỏ đó, một cái lá cây đó tên vậy, thì họ biết rõ ở trong cái loại cỏ này nó có tính dược như thế này để trị bệnh này, loại lá kia là có tính dược để trị bệnh kia, vân vân. Biết như vậy cho nên họ mới hái cỏ đó, lá cây đó, họ đem về chế biến,
để họ thành cái môn thuốc uống vào trị bệnh hoặc là bồi bổ cho thân vân vân. Thì như vậy chúng ta phải hiểu rằng là ở trong một cái sắc ra tâm sanh có những cái thuộc tánh, mà những thuộc tánh đó nếu được phát triển, biết cái đặc tính của nó mà phát huy cho lớn mạnh thì nó trở thành một thiện pháp hữu ích. Nhưng ở đây chúng ta không vì chỗ này mà chúng ta nói rằng chúng sanh vốn có Phật tánh, hay là chúng sanh vốn có những cái tiềm chất tốt. Bởi vì cái tốt đó nó chỉ là một cái định lực mà chúng ta gọi là citta niyama. Citta niyama là tâm sanh mà thôi. Cái định lực về tâm phú duyên, cái định lực về tâm sanh phú duyên. Và ở đây chúng ta không nói đến tối, tất cả mọi người đều có cái tiềm chất tốt. Khi nào mà một người họ có cái chiều hướng phát triển cái thuộc tánh đó, cái đặc, cái đức tính đó, thì như vậy mới gọi là người đó có tiềm chất tốt. Hãy phát triển, hãy tu tập như vậy. Nhưng mà đối với những người khác thì cái chuyện đó nó không thành vấn đề. Cũng giống như cỏ, thí dụ con cỏ mực chẳng hạn, hay là cỏ rau bợ chẳng hạn, khi mà không hiểu, không biết được cái đặc tính, thì lúc bây giờ khi người đó đi phát cỏ, đi cắt bỏ cái cỏ đó, chúng ta đừng có nghĩ rằng là họ đã bỏ đi những cái thứ thuốc quý. Họ có biết gì đâu là thuốc quý. Họ chỉ là đơn thuần là người phát quang cỏ dại mà thôi. Chúng ta chỉ nói gì? Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta cho rằng là họ phát quang những loại thuốc quý. Chỉ khi nào một người biết cái tánh dược của cái lá đó mà họ không chịu đem về xài, mà họ bỏ ngang, thì trong trường hợp đó chúng ta nói rằng họ tiêu hao về cái thuốc thiên nhiên. Cũng vậy, đối với một con chó, con mèo, khi mà nó khởi lên cái tâm trung thành với chủ, mừng rỡ với chủ, dù chủ có đánh đập nhưng mà nó vẫn thương, vẫn quấn quýt với chủ, thì chúng ta đừng có nghĩ rằng là ở trong tâm thiện của nó có những cái thuộc tánh tiềm ẩn, những cái thuộc tánh tốt, hiền thiện, vân vân. Nó hoàn toàn nó không có ý thức, không có sự nhận thức đó, thì cũng như không, không có gì. Khi nào mà chúng ta cầm những cái tờ giấy bạc mà chúng ta biết giá trị của tờ giấy bạc đó, nhưng mà chúng ta xé bỏ, thì lúc bây giờ sau đó chúng ta mới cảm thấy hối tiếc. Thế nhưng với một người
họ loạn tâm cụ thí, hoặc là đối với những đứa bé sơ sinh, nó cầm cái tờ giấy bạc nó nhiều nhiều ở trong tay, hoặc là nó xé nát. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là nó hủy hoại, nó biết gì đâu mà hủy hoại, nó hiểu gì đâu, nó chỉ xé cái tờ giấy thôi. Thì quý vị đồng ý là những cái thuộc tánh này nó tiềm ẩn ở trong cái tâm của chúng sinh. Nhưng mà nếu một người mà có sự nhận thức, hiểu biết, thì cái sự tiềm ẩn đó mới gọi là những cái chi pháp tiềm ẩn tốt. Những cái chi pháp tốt tiềm ẩn. Thì ở đây đó, trong cái câu hỏi thảo luận số 1 mà Thượng Tọa Gia Đẳng vừa nêu, thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài điểm. Chúng ta cũng nên dùng cái trí tư của mình để suy nghĩ thêm, để chúng ta nhận xét, chứ không nên chỉ dùng cái trí văn nghe sư giảng như thế nào thì nắm bắt hiểu được như vậy, chỉ hiểu như vậy thôi thì chúng ta chưa đủ. Bởi vì dầu cho giảng bài cho quý vị nghe, giảng bằng những cái ngôn từ, thì những cái ngôn từ tục đế không thể lột hết ý nghĩa của cái pháp chân đế được. Cho nên quý vị phải chú ý. Bây giờ thì xin được dứt lời ở đây. Nam mô Bụt Thầy. Kính đỉnh Thượng Tọa đang trở lại. Sao không kính trưng Thượng Tọa Tuệ Siêu? Mà Thượng Tọa Tuệ Siêu hồi nãy Thượng Tọa có giải về điểm này, nhưng mà xin Thượng Tọa có thể trở lại một lần nữa là khi mà chúng ta nói về những tiềm chất á, và những tiềm chất á, thì chúng ta nói về những tiềm chất tốt thì chúng ta không nói tới phiền não là tiềm nhiên, nhưng nói tiềm chất tốt đi, thì có một cái quan điểm rất là phổ cập ngày nay, người ta nói đến bodhicitta. Bodhicitta hay nói về Phật tánh á, thì đó là Phật tánh nó vốn hằng hữu, vốn có sẵn, nhưng Phật tánh đó bị bao che bởi vọng thức, giống như viên ngọc mà bị bụi bám á. Thì những cái tiềm chất mà chúng ta nói trong những cái tâm thuộc tánh của tâm á, thuộc tánh tờ tha hay thuộc tánh tình hảo đó, nó có giống như cái ý niệm mà về Phật tánh bị bao phủ bởi vọng thức hay không, hay là chúng ta hiểu tiềm chất nhưng nó lại khác đi. Xin kính thỉnh Thượng Tọa thì trở lại. Anh đã có Bụt Thầy. Kính thưa quý vị, chúng ta nói nghe thì nó kêu lắm. Chúng ta dùng những cái từ mà gọi là Phật tánh, vốn có sẵn nhưng bị vọng thức phủ mờ như viên ngọc mà bị bụi bám. Chúng ta dùng cái câu đó, chúng ta nói cái ý niệm đó với một người thông thường hay là một người sơ cơ muốn đi tìm cái hay cái đẹp ở trong Phật pháp, thì họ nghe họ nói họ chắc lưỡi, hay quá, hay quá, bây giờ mới hiểu được. Nhưng mà thưa quý vị, hiểu như vậy là chúng ta hiểu sai. Thích Phật tánh là gì? Không có ai định nghĩa được cái chữ Phật tánh. Bởi vì sao vậy? Phật tánh bây giờ chúng ta chỉ ở trong chi pháp đó, nằm ở đâu đây? Không lẽ tất cả những cái tâm của Đức Phật đều gọi là
Phật tánh là tâm của Đức Phật, tâm đại tố, tâm tố dục giới, rồi những cái tâm thiền tố sắc giới, thiền tố vô sắc giới mà chúng ta có sẵn ở trong hay sao? Chúng ta chưa có tu tập cái gì hết, chưa có chứng đắc được như Ngài thì làm sao mà chúng ta có những cái tâm đó được? Cho nên không thể nào nói là Phật tánh vốn có sẵn. Không phải, là bởi vì nếu như muốn có được cái tánh giác ngộ, cái vị trí giác ngộ như Đức Phật đó, thì chúng ta phải tu tập như thế nào và chứng đạt như thế nào mới có được. Với hơn nữa đó, Phật tánh thì chúng ta không có chỉ rõ. Bây giờ thế này nè, tôi nói Phật tánh là tâm nhận thức được không? Được chứ, bởi vì Đức Phật cũng có tâm nhận thức, Đức Thế Tôn Ngài cũng có mắt để nhìn cảnh sắc, thì nhận thức phát sanh. Mà tâm nhận thức phát sanh từ nơi Đức Phật thì chúng ta cũng gọi là Phật tánh được. Rồi chẳng lẽ là tất cả chúng sanh, ai có con mắt để nhìn thấy cảnh sắc thì đều gọi Phật tánh hết sao? Mà nếu gọi như vậy thì càng sai nè. Là tại vì con mắt của Đức Phật khi mà nhìn thấy cảnh sắc thì Ngài đã liễu tri được đó là cái pháp hữu vi, cho nên Ngài không có để cho cái tâm nhận thức đó nó làm duyên cho cái động lực tham, động lực sân nó sinh khởi. Nhưng mà phàm phu chúng ta gọi là có Phật tánh đó, nhưng mà chúng ta vẫn còn để cho làm duyên cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, để làm duyên cho cái tâm tham sân si mà chúng ta gọi là Phật tánh sao được. Cái đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, chúng ta nói vốn có sẵn thì coi chừng chúng ta rơi vào cái trường hợp gọi là bản ngã và thường kiến. Chúng ta cho rằng cái tâm cũng giống như là viên ngọc bị bụi bặm nó bám, thì coi chừng chúng ta rơi vào cái tình trạng thường kiến. Cái này cũng chí quy chú ý, tức là chúng ta chấp vào cái thường kiến. Cho nên đó, chúng ta nói với quý vị thế này, là khi mà chúng ta học Phật Pháp và chúng ta tu tập đó, thì chúng ta nên hiểu một cách rất khoa học đi. Chúng ta hiểu bằng một cách phân tích trí tuệ, là chúng ta nắm bắt được các pháp hữu vi, cái nào là hữu vi, là cái đó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Chúng ta nắm bắt được cái đó đi, chứ chúng ta đừng có dùng những cái từ ngữ thường thức để mà chúng ta nói nghe cho nó quay, nghe cho nó ngọt, nghe cho nó thấm thía, nghe giống như cao siêu, quyền lực, bầu nhiệm. Nhưng mà thật ra thì không có gì hết. Nếu mà phân tích ra thì chúng ta thấy, bây giờ hỏi 10 người hỏi chúng Phật tánh là cái gì thì không ai định nghĩa, không ai chỉ được cái Phật tánh là cái gì. Mà chúng ta nói là Đức Phật Ngài có những cái tâm như vậy đó, tất cả những tâm đó như là tâm nhãn thức, nhĩ thức, thì phàm phu chúng ta cũng có, không lẽ chúng ta gọi có Phật tánh thì sao? Còn như chúng ta nói là những cái thuộc tánh, thuộc về tịnh hảo, chẳng hạn như tính niệm, tàm quý, vô tham, vô sân, hành xả, chúng ta cho rằng cái đó là Phật tánh, thì thưa quý vị, chúng ta chỉ nên nói rằng thì đó là những cái đặc tính tốt, là những cái tiềm chất ở trong một sát na tâm,
nó thường xuyên sinh khởi. Những ai để cho những cái tâm đó, những cái tâm thiện đó nó sinh khởi thường xuyên, và dần dần chúng ta khéo phát huy thế mạnh của cái thuộc tánh này, thì nó trở thành một thiện pháp ưu tú. Chỉ vậy thôi. Thí dụ bây giờ thế này, tâm thiện khởi lên. Bây giờ trong tâm thiện nào cũng vậy, chúng ta đi làm việc từ thiện, hay là chúng ta nói chuyện cởi mở với người khác, hoặc là chúng ta có tâm từ bi với chúng sanh chẳng hạn, thì tâm thiện đó nó đều có sự tính tâm sợ. Nhưng mà bây giờ gặp chuyện đó, chúng ta đối diện trước kim thân Phật, hình ảnh Phật, chúng ta phát triển cái tính tâm sở đó, nó trở thành một cái đức tin, bằng cách là chúng ta suy nghĩ về những cái đặc tính giác ngộ của Đức Phật, là tỉnh đức, bi đức, trí đức của Đức Phật, để chúng ta phát huy cái niềm tin. Thì cái niềm tin đó là một thiện pháp. Niềm tin đó là một thiện pháp. Cũng như tấn là cần, sở không cần, tâm sở cần, thì chúng ta phát huy cái đặc tính này cho trở thành lớn mạnh, nó mới trở thành tướng chính cần được. Chúng ta phát huy như vậy. Thì bây giờ chúng ta đừng có lý thuyết chi ba cái vấn đề là Phật tánh vốn có chẳng trong tâm chúng sanh. Chúng ta nói hoài tự giác thì chúng ta không có thành Phật được. Bây giờ chúng ta cứ học thắng pháp và chúng ta biết gặn lọc xem coi ở trong thắng pháp Abhidhamma, khi mà trình bày về một cái tâm sanh, nó gồm có thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì trong hành quẩn đó nó gồm có những thuộc tánh hành quẩn gì, và những cái tánh nào mà nó là gốc của thiện pháp. Nếu mà được phát triển tốt thì nó sẽ trở thành những thiện pháp. Thì chúng ta cứ phát triển lên, thì cứ làm như vậy thì chẳng bao lâu thôi, vì chúng ta sẽ thành Phật thôi, chúng ta sẽ giác ngộ thôi, nó có gì đâu lạ. Cho nên những cái câu hỏi đại loại như vậy, vấn đề mà Phật tánh vân vân, hỏi chúng tôi có hay không có, nghe nói vậy đúng hay không đúng, thì chúng tôi nói quý vị muốn hiểu sao hiểu, nhưng mà đừng có đi tìm hiểu cái đó chi. Bây giờ chúng ta cứ là chúng ta phát triển tính tâm sở, phát triển cho thành cái đức tin. Niệm tâm sở chúng ta phát triển cho thành cái chánh niệm. Tàm tâm sở, quy tâm sở phát triển thành hai cái thiện pháp trắng, xuất cái thâm bát, tức là lòng tàm, lòng quý. Vô tham chúng ta phát triển để chúng ta có được một cái tâm xả tài bố thí. Vô sân là chúng ta phát triển cho mạnh lên, để chúng ta có được cái trạng thái tâm từ, vân vân. Thì tôi xin chia sẻ với quý vị một vài điều như thế. Nam mô Bổn Thầy. Sao thú cái trình chư thọ tuyệt siêu. Mà chư thọ tuyệt siêu, khi mà chúng ta học về những cái thuộc tánh tợ tha biến hành, thì chúng ta thấy rằng ngay cả trong một sát na tâm mà đơn thuần nhất như trong bốn sông thức chẳng hạn, thì cũng có bảy cái thuộc tánh biến hành. Như vậy phải chăng là theo trong thắng pháp thì tất cả pháp hữu vi, dù là danh pháp hay sắc pháp, không có cái nào nó tồn tại đơn lẽ, mà nó luôn luôn là sự kết hợp của nhiều thành tố. Và phải chăng do vậy chúng ta bị chi phối bởi nhiều nhân nhiều duyên, có đúng như vậy không? Xin kính thưa chư tổ, tôi xin quan hệ trở lại. Trong cái câu thảo luận sư ba từ đây đã nêu lên, thì chính cái những điều được nói đến ở trong câu thảo luận là câu trả lời cho
cái câu này rồi. Và nếu mà muốn nói giải thích thêm đó, thì ở đây chúng ta cũng xin trình bày quý vị là ở trong thắng pháp dần dần chúng ta sẽ học đến cái phần chuyên hệ, tức là những cái định lý để tạo nên, để tác thành pháp hữu vi, tạo nên pháp hữu vi. Thì trong những định lý đó chúng ta gọi là paccaya, là duyên, như là nhân duyên, cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, vô gián duyên, liên tiếp duyên, hay phô sinh duyên, y chỉ duyên, cận y duyên, vân vân. Tất cả những cái duyên đó đều là những định lực, những cái định lý, những cái công thức để trợ tạo ra các pháp hữu vi. Bởi vì tất cả sự hiện hữu của pháp hữu vi, cứ mỗi một sát na tâm thì nó đều có những cái thành tố kết cấu, như là thọ, tưởng, hành. Ở trong hành quẩn á, thì nó có nhiều với tâm sở khác. Rồi sắc pháp, cứ mỗi một tế bào sắc như vậy đó, thì nó có những cái thành tố như là đất, nước, lửa, gió, sắc, khí, vị và ôn chá, là dưỡng tố cho cái bộ sắc đó. Thì tối thiểu cũng là tám sắc bất ly. Tám sắc bất ly ở trong một cái tế bào sắc, gọi là sutthaka kalapa, tức là thuần bộ sắc thuần. Thì ở đây một sắc na tâm, quý vị, một sắc na tâm sinh khởi tối thiểu cũng là có những, có bảy cái thành tố, như là cái tâm nhãn thức chẳng hạn, có bảy thành tố thôi. Tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, có bảy thành tố, tức là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, nó có bảy thành tố thôi. Rồi qua đến tâm tiếp thu thì nó mới có thêm những thành tố như là tầm tứ, thân giải, vân vân. Rồi qua cái tâm thẩm tra, tức là tâm quan sát hay tâm thẩm tấn, thì nó có thêm một cái thành tố. Nếu là tâm thẩm tấn, tâm quan sát còn hỷ, thì nó có thêm cái thành tố nữa là hành quẩn hỷ. Cứ như thế mà chúng ta hiểu. Thì như vậy ở đây, dù danh hay là sắc, mà cái danh sắc đó nó thuộc pháp hữu vi, thì nó có nhiều cái thành tố cấu thành. Và do vậy luôn luôn pháp hữu vi nó bị chi phối bởi nhiều nhân, nhiều duyên. Bởi vì nếu mà không có nhân duyên cấu tạo thì không gọi là sách, không gọi là sankhara, mà gọi là sankhara, tức là pháp hữu vi, tức là bị tạo tác bởi nhân duyên. Thì ở đây chúng ta nên hiểu được như vậy. Và khi chúng ta đã hiểu được điều đó thì có lợi như thế nào? Tức là khi mà chúng ta quan sát, chúng ta nhìn vào thân này, cái mà xưa nay
chúng ta gọi là tôi, là ta. Tôi là, ta là, thì cái đó nó sẽ bị mất đi. Cái quan niệm đó sẽ không còn đối với một người mà họ biết rõ thân này chỉ là ngũ quẩn, là pháp hữu vi, tất cả đều là do nhân duyên cấu thành, do những cái thành tố của sắc na tâm hay thành tố của một bọn sắc pháp nó cấu thành. Thì chúng ta thấy chúng ta sẽ ngộ được cái pháp hữu vi sape sankhara anicca, các pháp hữu vi, tất cả pháp hữu vi là vô thường, sape sankhara dukkha, tất cả pháp hữu vi là khổ, sape dhamma anatta, tất cả pháp là vô ngã. Chúng ta sẽ ngộ ra được cái đó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa giác đẳng như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú à, kính trên sư tòa tự sư và xin thỉnh sư tòa đi nghỉ, và bây giờ cũng hết giờ rồi, do đó xin được thưa rằng ngày chủ nhật tới này chúng ta sẽ học về bảy cái thuộc tính tự tham và bi cảnh, và mỗi một nhóm như vậy nó cho chúng ta hiểu biết thêm về thuộc tính của tâm, về tâm ở trong một cái khía cạnh khác. Và chính khi chúng ta học về những thuộc tính này thì thưa quý vị, chúng ta đi sâu vào những cái đặc tính của tâm thức theo thắng pháp, mà chúng tôi tin rằng nếu chúng ta ý sẽ rất nhiều lợi lạc. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính trên chư vị tăng đã vào rung để chia sẻ đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ốp, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giác Nhật Quỳnh. Kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.